Chào các bạn, hôm nay cô sẽ sửa bài test định kỳ tuần 5 của lớp 11. Thì nội dung kiểm tra của tuần này là bài cấp số cộng. Thì cô nhắc sơ qua về lý thuyết. Người ta định nghĩa cấp số cộng là cấp số, là dãy số mà có số hạng, mà mỗi số hạng bằng số hạng liền kề trước nó cộng với một số không đổi. Có nghĩa là UN cộng 1 bằng UN cộng D. Thì D chính là cái số không đổi và người ta gọi cái số không đổi này là công sai. Đó là cái định nghĩa. Thì có hai cách ghi, có hai cách biểu diễn. Cái thứ nhất là người ta sẽ biểu diễn theo công thức tri hồi, và cái thứ hai đó là người ta sẽ biểu diễn công thức theo công thức số hạng tổng quát. Thì cô chỉ ghi số hạng tổng quát thôi nha, còn tri hồi thì bạn học bạn tự nhớ nha. UN sẽ bằng U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Rồi cái thứ ba mà bạn cần nhớ đó là tính chất. Tính chất thì số hạng ở giữa sẽ bằng tổng hai số hạng đầu và cuối chia cho hai ha, tổng hai số hạng đầu và cuối chia cho hai, và cái cuối cùng đó là tổng của n số hạng đầu, thì nó ký hiệu là sn. Sn sẽ bằng 2u1 cộng cho n trừ 1 nhân với d tất cả nhân n chia 2. Thế thì bạn thấy đó là ở đây nó quan trọng nhất đó là cái công thức số hạng tổng quát và tổng. Thì hai cái công thức này của mình nó đều biết được khi chúng ta biết U1, N và D. Được chưa? Rồi, đó là cô nhắc qua về lý thuyết. Bây giờ mình bắt đầu làm bài nha. Câu 1, trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng? Thì câu này nó liên quan đến định nghĩa. Thì mình cứ kiểm tra mỗi số hạng mà nó bằng số hạng đứng trước cộng với một số không đổi thì nó đúng thôi. Ví dụ, câu A, 1, trừ 2, trừ 4, trừ 6, trừ 8. 1 mà thành trừ 2 có phải là nó trừ 3 không? Rồi, trừ 2 mà nó lên trừ 4 thì lại là trừ 2 thôi. Và ngay chỗ vị trí này thì mình thấy là nó cộng với một số thay đổi rồi. Lúc thì trừ 3, lúc thì trừ 2 rồi, nên câu này sai. Câu B, 1 mà lên trừ 3 thì phải là trừ thêm 4. Trừ 3 mà lên trừ 6 thì là trừ thêm 3. Vậy cũng thay đổi số không được. Rồi, 1 trừ 3 là thành là chúng ta phải lấy 1 trừ đi 4 nè. Trừ 3 mà thành trừ 7 thì mình trừ thêm trừ 4 nè. Và mình cộng thêm trừ 4 nè. Trừ 7, trừ 4 là bằng trừ 11. Trừ 11, trừ 4 là thành trừ 15. Ok, đúng. Vậy thì bạn thấy số hạng sau nó bằng số hạng trước cộng với một số không đổi, bạn thấy không? Vậy đáp án của mình là câu C. Câu số 2, cho cấp số cộng UN với UN bằng 5 trừ 2N, tìm công sai của cấp số cộng. Nó đã cho cấp số cộng rồi và nó yêu cầu là mình đi tìm công sai của cấp số cộng thì dễ thôi. Chúng ta sẽ tính U1. U1 là bằng 3. U2, U2 là n bằng 2 ấy, là bằng trừ đâu? 5 trừ cho 2 nhân 2 là 5 trừ 4 là bằng 1. Thế thì cái D của mình nó chính là bằng U2 trừ cho U1. Mà U2 trừ cho 1 chính là 1 trừ đi 3 là bằng trừ 2. Vậy thì công sai của mình là B. Bạn không thích lấy U1, bạn lấy U5 với U7 cũng U5 với U6 cũng được, miễn sao là hai số hạng liên tiếp, lấy số sau trừ số trước thì sẽ ra được công sai. Được chưa nào? Câu số 3. Trong cái dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng? Hồi nãy á, là nó cho mình theo dạng là liệt kê số hạng câu 1 đúng không? Bây giờ câu 3 á, là nó hỏi theo kiểu là nó cho công thức số hạng tổng quát. Thế thì bây giờ mình kiểm tra, nếu mà đúng bản chất á nha, mình sẽ áp dụng định nghĩa là UN cộng 1 thì sẽ bằng là UN cộng với D. Có nghĩa là UN cộng 1 mà trừ cho UN thì nó sẽ bằng một cái số D không thay đổi. Mày hiểu được chưa? Rồi, bây giờ cô nghi ngờ câu B nhất, cô tính câu B nha. UN cộng 1 trừ cho UN thì nó sẽ bằng là 3 nhân N cộng 1 cộng 2018 trừ cho 3N cộng 2018. Rồi, thì nhân vô thì nó sẽ ra là 3N trừ 3N hết, 2018 trừ 2018 hết, còn lại 3. Thì câu B của mình chính là một cấp số cộng. Bạn hiểu được không? Ví dụ như cô kiểm tra câu C nha. Câu C. Câu C là UN cộng 1 trừ cho UN thì nó sẽ bằng 3 mũ N cộng 1 trừ cho 3 mũ N. Đó. Thì bạn thấy cái chung của mình là 3 mũ N. Trong ngoặc nó sẽ còn là 3 trừ 1 là bằng 2 nhân cho 3 mũ N. Thì cái kết quả cuối cùng của mình nó còn dính tới n, mà n là một cái, mà 2 nhân 3 mũ n là một cái số mà phụ thuộc vào n biến động thì số này nó biến động nên nó không có đúng. Hiểu được chưa?
Rồi, đó là cách làm nha. Chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa này. Rồi, câu số 4. Cho các số cộng UN có U1 bằng 1, D bằng 2, tính U10. Dễ thôi. U10 theo công thức là UN bằng U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Vậy thì U10 sẽ bằng U1 cộng với 9D. Có hết rồi. 1 cộng 9 nhân 2 là 10. 9, câu C. Câu số 5. Viết 3 số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng. Cấp số cộng có 5 số hạng, vậy thì mình hiểu cái 2 này của mình chính là U1, còn 22 này của mình chính là U5. Bây giờ để mình viết thêm số hạng, thêm 3 số hạng nữa thì chúng ta phải đi tìm cái công sai. Có nghĩa là mình coi thử là cứ mỗi lần như vậy nó sẽ cộng vào bao nhiêu. Để hiểu không? Rồi bây giờ cái mình có nè. U5 thì nó sẽ bằng U1 cộng với 4D. Mà U5 đề cho là 22, U1 đề cho là 2. Vậy thế vô thì cô sẽ ra là 4D là bằng 20. 4D mà bằng 20 thì suy ra là D sẽ bằng 5. Đúng không? Vậy thì suy ra cái dãy số của mình là 2 nè. U2 của mình là lấy 2 cộng với 5 là 7 nè. Rồi. U3 của mình là lấy 7 cộng thêm 5 là 12 nè. Rồi U4 của mình là 12 cộng thêm 5 là 17 nè. 17 cộng thêm 5 là 22. Vậy thì ba số hạng của mình chính là 7, 12, 17. Đáp án là câu C. Câu số 6. Cho dãy số UN xác định bởi U1 bằng 2, UN cộng 1 bằng UN cộng 5, tính U10. Thì cái công thức này được gọi là công thức truy hồi nè các bạn. Đó, công thức truy hồi. Thì trong cái công thức truy hồi nó sẽ suy ra cho ta là UN cộng 1 trừ UN bằng 5. Thì 5 này chính là D. Số sau trừ số liền kề trước bằng 5. U này chính là D. Vậy thì U10 của mình nó sẽ bằng U1 cộng với 9D. Là nó bằng là 2 cộng cho 9 nhân 5. 9 nhân 5 45, vậy nó ra 47. C. Rồi, câu số 7. Cho cấp số cộng biết U1 bằng trừ 5, D bằng 2, số hạng thứ 81 là bao nhiêu? Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng công thức tổng quát UN. UN sẽ bằng U1 cộng cho N trừ 1 nhân với D. Cái gì có rồi thế vô. Thì UN này là bằng 81, U1 là bằng trừ 5, N trừ 1 chưa có, còn D là bằng 2. Vậy thì suy ra là 86 sẽ bằng N trừ 1 nhân 2. Vậy thì suy ra N trừ 1 sẽ bằng là 86 chia 2 là 43. 43, vậy thì suy ra N sẽ là 44. N bằng 44 ý chỉ rằng số 81 này là số hạng thứ 44. Vậy đáp án là câu D. Câu số 8. Cho các số cộng UN. Đây nó viết cái ngoặc đầu lao rồi. Ngoặc tròn mới đúng nha. Có U4 bằng trừ 12, U14 bằng 18, tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là tổng, công thức tổng, cô viết lại ha. N sẽ bằng 2U1, cộng cho N trừ 1 nhân với D, tất cả nhân N chia với 2. Vậy thì tóm lại chúng ta phải biết được U1 và D. Còn ở đây N là tổng 16 số hạng là N bằng 16 rồi. Thì bây giờ còn phải biết U1 và D ha. Vậy thì mình sẽ giải quyết cái ở trên đề. Là đề nó cho gì? Đề nó cho U4 bằng trừ 12. Rồi U14 sẽ bằng 18. Vậy thì mình sẽ tìm U1 bằng cách nào? Cái dạng bài này nó hay ra tự luận lắm nè. Cái việc giải đi giải hệ tìm U1D các bạn. U4 thì nó sẽ bằng U1 cộng với 3D. Còn U14 là nó bằng U1 cộng với 13D. Đúng không? Thì đây là một cái hệ hai ẩn. Chúng ta hoàn toàn bấm Casio được. Bấm Casio cho nó nhanh. Trừ 21 và 3 thì U1 sẽ bằng là trừ 21 và D sẽ bằng là 3. Có hết rồi, bây giờ cô thế lên trên này hả? Cô thế lên trên. Thế thì cô sẽ suy ra F16 chính là bằng 2U1 là 2 nhân với trừ 21 nè. Cộng N trừ 1 là 16 trừ 1 là 15 nè. Nhân với D là nhân với 3 nè. Tất cả nhân với 16 này chia cho 2 này là bằng trừ 42 cộng 45 nhân 16 chia 2 bằng 24. Và đáp án của mình sẽ là câu A.
Được chưa? Câu số 9. Cho dãy số UN là một cấp số cộng, có U1 bằng 3, cộng sai D bằng 4, biết tổng N số hàng đầu của dãy số là XN bằng 253, tìm N. Thì nó cũng làm giống như ở trên thôi, nó cho U1 với D rồi, thì dễ nè. Rồi có thế không? SN, viết lại công thức nè. 2U1 cộng cho N trừ 1 nhân với D, tất cả nhân với N, chia 2. Rồi XN ở đây đề cho là 253. Rồi U1 lũng cho luôn là 3. Rồi N chưa biết viết lại, D ở đây bằng 4 nhân N chia cho 2. Rồi bây giờ nhân chéo lên nha. Ở trong ngoặc của mình á, nhân chéo lên chụp ở đây là được 250, 500, 506. Rồi ở trong ngoặc của mình là 4N này, cộng 2 nhân với N, thì nó sẽ suy ra là 4N bình cộng cho 2N trừ 506 là bằng 0. Đúng chưa? Rồi giải thử nó ra bao nhiêu nha. Mười một với lại trừ 23 phần 2. Rồi mà bạn định nghĩa của cấp số cộng thì n phải là một số tự nhiên khác không, nên chắc chắn là ở đây chỉ nhận ở trên thôi, còn số ở dưới loại. Được chưa? Rồi vậy ở đây n bằng 11, vậy đáp án của mình là câu B, n bằng 11. Câu số 10, Lan đang tiết kiệm để mua laptop. Trong tuần đầu tiên, cô để dành 200 đô và trong mỗi tuần tiếp theo, cô đã cho thêm 16 đô vào tài khoản của mình. Chiếc laptop Lan cần mua có giá là 1.000 đô. Hỏi tuần thứ bao nhiêu thì cô ấy có đủ tiền để mua chiếc laptop đó? Thì cái bài toán này được hiểu như sau. Ở tuần thứ nhất, Lan bỏ vào 200 đô, 200 đô. Và từ tuần thứ hai thì cứ mỗi tuần như vậy, Lan thêm 16 đô. Vậy thì có phải là tuần thứ hai số tiền mà Lan có là 200 cộng với 16 không? Còn tuần thứ ba là Lan có 200 cộng 16 rồi. Rồi, Lan lại thêm vào 16 nữa, 16 đô nữa, vậy thì nó sẽ thành là 200 cộng cho 2 lần 16. Đó. Thế thì bạn thấy á, nó cứ tuần tự như vậy cho tới tuần thứ n thì nó sẽ thành là 200 cộng cho n trừ 1 nhân 16. Thì đây á được hiểu là một cái bài toán cấp số cộng mà nó mô phỏng lên bằng một cái bài toán lời. Thì 200 được hiểu là U1. Còn 16 là chính là cộng sai D. Còn TN này chính là số hạng thứ N. Vậy thì ở đây nó nói là không biết là tuần thứ bao nhiêu thì cô ấy có thể mua được chiếc laptop giá 1.000 đô. Vậy thì cái giá trị TN này của mình nó sẽ bằng 1.000 đô. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm ha. Vậy thì suy ra là 200. Suy ra là N trừ 1 nhân với 16 thì sẽ bằng 800 đô. Vậy thì suy ra N trừ 1 sẽ bằng là 800 chia 16 là 50. Vậy thì N bằng 51. Vậy thì ở tuần thứ 51 là cái tuần mà Lan để dành được 1.000 đô. Thì nó chính là cái tuần mà Lan đi mua được cái chiếc laptop. Vậy đáp án của mình là câu C.